đi ô tô, liên tiếp đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. Đáng nói, chiếc ô tô này từng bị bắt tại tỉnh Bình Phước vì vận chuyển pháo lậu. Ngày 25 tháng 5, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang truy xét hai tên trộm đi ô tô gây ra một số vụ trộm trên địa bàn. Khoảng 3 giờ 15 phút sáng ngày 24 tháng 5, hai đối tượng đi ô tô tới trước số nhà 50, đường Đặng Văn Bi, thành phường Bình Thọ. Một tên xuống xe trèo lên cây xanh trước nhà rồi đột nhập vào bên trong. Đối tượng vào phòng ngủ lục lọi lấy đi hai chiếc điện thoại đắt tiền và một máy iPad. Lục ví lấy số tiền hơn 1 triệu, sau đó lấy chiếc xe máy hiệu Winner rồi ra mở cổng chính rời đi. Tiếp đó, một tiệm điện thoại trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu cũng bị hai thanh niên này đột nhập, lấy đi nhiều tài sản trị giá hàng tỷ đồng. Ngoài ra, rạng sáng ngày 23 tháng 5, cũng hai đối tượng này đột nhập vào nhà dân trên đường GS1, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An và trộm đi một số tài sản. Camera ghi lại chiếc ô tô biển số 60A82370. Ngoài ra, thông tin phóng viên có được, khuya ngày 3 tháng 1 năm 2021, chiếc ô tô và biển số xe nói trên từng bị Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước bắt giữ khi vận chuyển hơn 160 kg pháo lậu.